chiến lợi phẩm sau khoảng 2 tiếng đi lật đá của bà và cháu. Đấy. Thiên nhiên hoang dã cho chúng ta rất nhiều tài nguyên phong phú. Việc của chúng ta là chỉ đơn giản là xách xô lên và chịu khó đi tập thể dục thôi. Và nhà cứ tập thể dục, nâng đá rồi lại nâng đá, tay thì khỏe, lại còn có đồ ăn mang về. Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi, vừa tập thể dục mà lại có ngay chiến lợi phẩm. Đây, buổi trưa mà làm thêm khoảng két bia nữa thì thôi, mút chỉ là buổi chiều lại ngất ngây thôi. Và nhà xong rồi chiều lại đi ra bãi đông tắm biển, tối về lại nhậu tiếp. Ê, thế thì đời gọi là lên tiên. Nên là chỗ này nó là một cái khu đá nhấp nhô, nhưng mà khi mà thủy triều xuống thì tôm cua cá nó mắc kẹt ở đá rất nhiều. Người thì đi câu cá bống, người thì đi bắt ốc. Đấy, ui giời ơi, ông em này giỏi thật đấy, nhìn chưa, đủ các loại ốc luôn. Thế là đến tiến sĩ bắt ốc lại ngồi xung trận này. Ốc đỉnh kinh ngôn nhỉ. Ốc này thì thôi bà nhỉ. Này, con này là cháu ơi, ốc đi đủ trước mà không mà lặng ra ra đi mò gì nè, có đốc ốc đi. Ốc này bà? Ừ, 2-3 cân, 3-4 cân. Thế á? À? Mà lặng ra lặng mà không có sống mà. Vâng. Cái dài là mò 2-3 cân. Vâng. Nhiều nhá. Ừ. Nhiều dã man. Hôm nay sống. Hôm nay có sóng nước to sóng đúng không? To, nước gấu nó nhưng mà mùng 5 tháng 5 thì sẽ có con nước tốt đúng không? Đây đi chứ này. À đây là hôm nay đấy hả? Hôm nay đi chứ này. Hôm nay đáng ra là phải đẹp đúng không? Cả năm có con nước này dòng nhất nè. Vâng. Nhưng mà nồm. Nhưng mà tại sao nước mùng 5 năm thì lại tốt hả bà? Tốt là ý mùng 5 ngày xưa các cô nói là thui thì nhộm lưới. Hồ nước nghề nghiệp mới được. Rồi. Tức là kinh nghiệm dân gian của các ngư dân ở đây là đây. Cái tầm đấy là nước có nhiều con nước tốt và có các con vật sinh vật biển nó sẽ mò lên bờ nhiều rồi đi bắt mà nước là rộng nhất cả năm có con nước đây cả năm mới có con nước tốt này. Ừ, con nước tốt đây rồi đó. Nó hăng lại nồm, nó nhóc quá chứ không nồm là lội ra mà lặng mà sơ thế. À vâng. Ừ. À ngoài kia đúng không? Ừ, ngoài đó dọc nó cái nơi đó con nồm. Vâng. Đấy. Rồi gặp một bác câu cá bống câu một lúc xong cũng được cả cân. Vâng, nhiều đấy, nhiều lắm. Quá siêu đẳng luôn. Tiến sĩ cá bống, đây là tiến sĩ bắt ốc. Quê ơi. À, quê. Về chứ, 10 giờ rồi. Về. Rồi. Quê bắt được nhiều chứ? Vâng, hào. Rồi. Đây là con dâu bà đúng không? À đi lọc hầu. Rồi đấy. Chịu khó một tí, vận động một tí là sẽ có ăn ngay. Thế này ở đây khi là không phải dùng tiền này. Hả bà? Đây khi là có đồ ăn sẵn này thì cần gì tiền? Không phải đi mua ăn chứ đâu. Thế à? Mua rau mua cá. À mua rau. Đi nhà bà này ít phải mua cá để ông đi câu nào. Ông đi câu về được đúng không? Ốc thì có đây rồi đúng không? Thì thường thèm ra bắt thôi. Thế cũng lười. Về chưa? Cũng lười à? Thế chịu khó tí là có ăn đúng không? Không, thích ăn thì bắt mới ăn thôi. À đấy. Thì thường thèm thì ra bắt thôi. Thế nhà mình có thuyền đánh cá? Ông đi thuyền thúng máy. À, ông thuyền thúng máy à? Ông 73 tuổi như thế. Ui giời, ông 73 tuổi mà đi thuyền thúng ngoài kia. Ông ra núi thì ông câu vào núi nha. Câu cá. Vâng. Kiểu anh mỗi thời gian anh đi tour ngoài đời bốn. Đó, dạng như vậy này. Đi nha. Đi không, anh không thích đi tour mà anh thích đi với người dân cơ. Ngư dân cơ. 7-8 giờ mới bằng cái kia. Để anh thấy cho. Cô cháy về mà. Nhưng mà ngay từ học đó. Đâu, chiều người ta về rồi. Đấy. À, chiều bác ở cháu về quê rồi à? Ôi giời ơi, thế nhỉ? Đi, thế tôi lần sau con về đây con... Ở thăm nhà con bà Mai Hùng. Bà Mai Hùng, thế xong rồi, xong rồi là bà bảo ông cho con đi thuyền ra đấy cái nhá. Sáng đi chiều về anh đi được không? Sáng được. Phải sáng không? Coi giỏi còn thì cái nhạc đấy là nó quá bình thường luôn. Thế là tao cho có số điện thoại đi nha. À đúng rồi, để con lấy số điện thoại nha. Vào đó thì ông cho ra biển nha. À ông cho ra biển nha. Đấy, con phải thích cái chơi cái văn hoang dã ở đấy cơ. Ủa anh chứ anh vào đây anh không đi thua anh... câu mực à? Có câu mực không? Không đi à? Mày có đi câu mực không?
Không, ví dụ đi theo đoàn đấy. Này. Không, anh không thích đi theo đoàn. Châu. Anh thích đi ấy cơ. Thì đi với người ta mà, người ta không câu, người anh... ta chửi anh ra đấy, người ta không câu mà. Ờ, anh thích đi với lại người dân cơ. Đi người dân thì anh phải thế hôm nào anh về đây anh alo chú xong rồi chị anh em đi nhá. Với ông em này, ông em thì ví dụ sáng 5-6 giờ bà nhờ. Nhưng mày đi cùng anh luôn. Em à. Hả? Em say sóng. Mày say sóng á? Mẹ thanh niên biến lên say sóng ấy là mằn cái gì? Nếu anh thích thì đi, chứ anh chỉ đi người dân thôi, đi mấy thường nhỏ nhỏ đi được. Ừ đấy. Trải nghiệm mà ví dụ sáng đi chiều về được. Đấy, kiểu thế. Chả hay à? Đây là số điện thoại. Đưa con đưa. Ông Hùng đó, ông Hùng đây. Không, con lấy số điện thoại bà thôi. Bà là bà Minh. Bà Minh nhá. Ừ. Hôm nay con nháy máy nhá, 0984 nhá.